chi. Đó. Hai mẹ con về nhà ngoại chơi. Nè bà cô ơi, con về ngoại con chơi nè bà cô ơi. Chút nữa qua nhà bà cứu chơi nè, nắm dây chuyền đi. Về con kìa, nhìn điện thoại nè. Ai vậy ta? Ừ, ra ngoài ẩm con nghe. Ngoài ẩm con ha. Ngoài ẩm ha. Chứ ngoại tròn bữa nay được 5 tháng mấy rồi cái nhà. Cái mặt nè. Được 5 tháng mấy rồi. Đi con. Cười cái cày, cười cái cày. Rồi, để mẹ phải bột cho con ăn nha. À, vô coi mẹ phải bột rồi chưa? Mẹ ơi. Mẹ phải bột rồi chưa? Mẹ à. Mẹ phải bột rồi chưa mẹ ơi? Mẹ phải bột cho con ăn. Mẹ ơi, mẹ phải bột rồi chưa? Ăn bột á. Mèo gần 6 tháng chưa? 13 này đó. Ủa, 6 tháng rồi phải không? Gần chứ chưa. Gần đấy. Mấy 5 tháng như là 5 tháng rưỡi. Con ăn bột được rồi. Ăn bạc ơi, con ăn bột được rồi. Cưng lắm ơi, trời ơi, cưng lắm á. Con cục vàng nè. Cục vàng nè, bà cô ơi. Đói bụng rồi. Bây giờ cũng ta mà. Đói bụng rồi. Đói bụng rồi. Theo quay bột cho con ăn nha. Nè quay qua đây nhìn trong camera nè. Nè. Nhìn đây nè. Quay qua nhìn đây ngoại nè. Nhìn đây ngoại nè. Bột rồi đó. Đó. Con ăn bột rồi đó ông bà ơi. Âm giỏi coi, giỏi nè. Giỏi rồi nè. Đồ giỏi nè. Giỏi quá ta. Giỏi quá ta, cười cái coi. Giỏi quá ta. Đi vẽ là coi. Ơi. Vẽ là coi. Ủa. À cái miệng kìa. Giỏi quá ta. Nay về ngoại chơi vui vẻ ha, hớn hở ha. Về ngoại ở ngoại chơi nha con. Về ở ngoại nha. Nhớ lớn về ở với ngoại luôn nghe. Mẹ động thế là tôi đi về ngoại chơi nè. Cuốn gói liền, điện ngoại rước liền. Nha. Tới nữa mẹ chửi là cuốn gói điện ngoại nghe. Ngoại rước con nghe. Nha. Bà nặng tôi à, bà la tôi là tôi đi đó, tôi đi tôi bỏ đó. Tôi đi về ngoại tôi ở đó. Bỏ bà đó. Ghét chưa? Đại đó. Chửi là cuốn gói liệt. Ê, cực
cơm cá. Cương gói liền á, alo bà ngoại nè, ngoại ơi, rước con mẹ đuổi rồi, nghe con, là xuống ở với bà ngoại liền luôn á, không cần luôn á. Nhảy miệng cứ ghét chưa, thấy ghét chưa, ừ. Chơi, ai vô. Chơi gì kìa, đang ăn mà chơi gì kìa. Đang ăn mà phun vậy hả? Đang ăn mà làm trời mưa vậy. Kéo quần sang quần lội đầu. Ăn lẹ đi chơi nha, ăn lẹ đi. Ừ. 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 Ăn coi vậy. À, mẹ có đem bánh theo cho con không? Không mẹ. Ăn sao không đem bánh theo cho người ta ăn chưa gì? Thế mẹ không có đem bánh theo rồi. Kìa. Kìa. Mẹ đang ăn bánh. Cưng lắm cho nhà ơi. Cưng lắm. Cầm camera chỉ ngay chân là dọp được. Thái chụp hình lắm. Thái chụp hình quái ghê lắm. Chụp hình thái lắm á, bà ơi. Con quá chụp hình lắm á. Kê điện thoại vô là con chờ. Đây thẳng ra con gái về chơi sẵn sàng làm khô cái lấy đầu chừa lên con cá lóc rồi nấu bún mắm. Đây là cái xôi mắm nè nghe cả nhà, bắt nước lên nấu rồi đó. Còn đây cá khô nè, xong làm cá khô lóc á, mới vừa làm xong luôn. Nãy giờ có mình ơn rồi, con gái thì mắc giữ con nó cho nên không có ai làm cameraman được, cho nên tự làm ơn luôn. Rồi đây xong được chuẩn bị là mới nè, một con cá lóc, một con cá lóc với tôm đó, nấu bún mắm nghe cả nhà ơi. Đó, con cá lóc nè, tôm nè, rồi rau, xong mới đi chợ mua rau nè, mua bún đó, mua bún rau. Ăn bún mắm thì có hẹ, giá, bắp chuối, rau thơm. Và nấu thì nguyên liệu là cái này, con cá lóc với mớ tôm. Sòn đang bắt cái nồi mắm lên này nè, đang sôi hụt hụt mà. Cho nó sôi lên rồi mắm dài dạo. Tại vì nấu cho ngọt nước đó thì có bỏ xương heo vô. Bỏ xương heo vô nấu trước với mắm cho nó ra nước ngọt á. Rồi mới bỏ cá vô. Cái này là xương heo nha. Xương heo, sọi heo cho nó ngọt nước. Con gái bữa nay về chơi. Rồi mẹ sọt ở trong rừng về nữa, gài cũng còn ở ngoài này chưa đi vô chổng. Thì thôi sẵn bữa nay có mắm, có mắm của mẹ dở ra nữa, mắm cà phê đó cả nhà. Mẹ làm luôn. Để thôi để vừa nấu bún mắm ăn. Đó. Cá lóc thì khô thì ướp rồi nè. Sọt ướp rồi. Ướp rồi để đây chút xíu nữa cho nó thấm khoảng nửa tiếng đi đem ra phơi. Bữa nay ông trời nắng cũng tốt, tại vì nắng lại rồi bữa nào Sòn cũng làm hết trơn vậy đó. Cái nhà làm bữa chừng chục ký thôi, không có làm phơi chục ký gì đó, đi đầu khô rồi cái bắt đầu mình mới làm thêm chục ký khác vậy đó. Cho nên ngày nào cũng làm. Ướp rồi đó, ướp rồi để khoảng nửa tiếng cái mình đem ra mình phơi. Nè, này là ớt nè nghe cả nhà, ớt xay, ớt khô đó. Còn ướp ớt với miếng muối, miếng nước mắm, miếng bột ngọt. Vậy thôi à. Vừa ăn lắm nha, không có mặn nha.
Úp để khoảng nửa tiếng thì mình nghe đem ra phơi. Tại làm ơn đó, bữa làm chục ký, không có làm nhiều. Dặn cá ngày làm chục ký gì đó. Lấy phơi khô hết, chục khô chục ký này mới làm chục ký khác. Xong rồi đã ướp để nửa tiếng. Nửa tiếng hồ sau cũng cho nó phơi được. Chín rồi. Bây giờ mình vớt cá ra. Vớt cá ra nấu cá chín này. Cũng mắm nấu cá lóc nha cả nhà ơi. Đó nè. Ngon chưa? Cá lóc nấu cũng mắm ạ. Giờ sao mình múc ra nè. Là bún mắm thì mình ăn tô. Ăn tô đi cho nó ngon, một người một tô. Tô. Kỳ vậy, mẹ chơi mẹ lấy con nhỏ mẹ đưa con bự cho một tay vậy. Rồi nó đi. Thắp thắp bún mắm nè chú ơi. Ghế nè. Rồi đó đi. Con nó tép vậy à? Mời cả nhà ăn bún mắm. Ê, bà cố thử tài bà ngoại nấu ngon không nè. Nãy nghe mình bấm xuống lên 11 kêu mẹ mở ra quán người ta bún mắm. Ngoài làm mắm cho gì cho mẹ nấu quá. Mắm này là mắm nhà làm, cho nên là cái mùi nó rất là thơm. Ở chẳng cá cá mè cá sắc của ăn cá lóc đi nè, trộn bỏ miếng ớt vô
Ừ. Ừ. Cay vô. Cay quá. Hiểm mà. Hay là ở khác. Hiểm. Kêu bà cố bà coi. Con kêu bà cố hả? Cho tôi ăn hết cái gì để đâu nữa. Đẹp á. Chả bằng ngay à. Ăn cá là nhớ mà nói bà ngoại chưa kỳ quá. Đó điện con Út á. Điện con Út mèo ra vậy chưa ha. Đó có một anh nữa, anh ăn cái này đi vô bẩn. Ngon đâu. Sao không điện nó không ngủ. Nãy nó còn ngủ. Ngon hả? Ăn lên bắt ngẫm cho nhỏ nào đó mà nãy nó còn ngủ chưa đó. Ngon quá. Cái gù cá lóc vừa ăn là ngon. Cái gù cá lóc hồi nãy mày bỏ ít à, còn dưới này. Còn gù cá lóc ở dưới nữa đó. Chụp tấm hình này, bên tôi bưng cái dĩa kia, cái dĩa kia nè. Nhìn lên ra mái nè. Theo như đó. Rồi, ok. Sáng đâu. Quá trời điện qua số thấy cầm chụp hình thấy điện thoại cầm lên cái là ham chụp hình lắm á. Con khói chụp hình con khói quên phim lắm á. Mới có ớt cay mới giả nè. Nắm dây chuyền mà ngoại này nè. Lột ăn con. Lột cái lột mày. Lột vàng nó chui ấy. Vàng vàng có khỏi nữa con. Ôi trời sao mà cưng quá trời ơi. Ông bà ơi, cưng quá trời vậy ông bà ơi. Cục vàng có sòn nè cả nhà ơi. Trời ơi sao mà cưng dữ trời nè trời. Bà cô ơi, bà cô chị nào về bà cô ơi. Bà cô về không con nè bà cô ơi. Bà cô ơi, bà cô dọn cái mỏ đấy với mày. Cười. Bà cô ơi, bà cô. Từng nhà bà cô về bà cô ơi. Bà cô muốn chỉ là đỏ rồi bà cô ơi. Bà cô uống nước nào vậy không? Sao em vẽ cá ăn đi, đầu cá kìa, ăn cá đi. Gì ăn cá lóc vậy? Trời ơi, con cá còn nguyên vậy trời. Ngán cá. Nấu thì nấu thì ngày nào cũng gặp cá lóc hết trơn. Ngán ăn nổi không thì ăn tôm đi. Ngày nào cũng gặp cá lóc hết trơn á, trơn nền á. Ngán dữ lắm luôn á, bà mẹ ngán lắm á. Đó, mẹ ăn cá lóc rồi, dơ lên. Ủa, miếng cá lóc rồi.
Chừng nào mèo biết ăn là phải làm trà bông cho con ha, mà làm trà bông cá cho con đồng ăn ha. Chừng nào em biết ăn nấu cái nấu cháo lương vậy nào, ngoại đem lương về cho nấu cháo. Có lương nè, lương đồng nè, rồi trà bông cá lóc nè, ăn cho bồi dưỡng vô, thấy vậy chứ gòn rồi nè. Ẩm vậy bất cả làm hai ba con rồi. Bà ngoại nói chừng nào mèo biết ăn là bà ngoại bao trà bông á, ngoại bao trà bông luôn á cho mèo ăn luôn á, ngoại bao trà bông. Đó, mình đi ha con, bây giờ mình đi qua cố chơi. Đi qua nhà bà cố đi. Sắp đi trời, kéo cho banh luôn đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sắp đi mẹ ơi, mẹ kéo vào banh luôn á. Giống đi du lịch quá. Giống đi du lịch quá trời ơi. Trời ơi, trời nắng gì mà ẩm tôi đi gì nè. Trời nắng đăng trang mà ẩm tôi vậy á. Xuống nhà ngoại chơi rồi, bây giờ đi qua nhà cố. Mình đi qua nhà cố. Quá rồi, đi nhanh nhanh lên đi. Quá rồi mẹ hồ. Kéo ngồi chiếc bánh xe nè. Kéo ngồi chiếc bánh xe của mẹ nè nha. Mặt là thấy ghét luôn. Cái mặt buồn ngủ rồi đó. Chú ơi chơi á. Con được 5 tháng mấy rồi á. Ông bà ơi, con đi chơi rồi á. Con đi xuống ngoài, con đi cố con chơi nè. Con đi xuống ngoài, con cố con chơi á. Bum 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 bum. Chú phép đưa về đó hả? Trời ơi. Vậy chưa? Về tới nhà nội rồi hết vậy chưa?